Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, vừa qua Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ và Báo Công Thương đã tổ chức hội thảo thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số thành công trên nền tảng thương mại điện tử. Tại hội thảo, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, năm 2020, tại khu vực ASEAN, chỉ có Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hai con số, trong đó Việt Nam khoảng 16%, tương đương khoảng 12 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát cũng đã gây ra thách thức không chỉ đối với các sàn thương mại điện tử trong nước, cũng như việc chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại, dẫn đến gặp nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường, đưa các sản phẩm của Việt Nam ra quốc tế. Do đó, các diễn giả đến từ Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các tập đoàn bán hàng trên các nền tảng số như Lazada, Amazon, Tiki, tập đoàn VNPT cùng đại diện các doanh nghiệp, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã tập trung trao đổi các chuyên đề về vấn đề phát triển thương mại quốc gia 2021-2025, việc đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử bền vững thông qua công nghệ và logistics, giải pháp thanh toán kỹ thuật số, ứng dụng QR code trong thương mại điện tử. Cũng trong dịp này, các doanh nghiệp đã ký kết hợp tác để hỗ trợ đưa sản phẩm dịch vụ lên nền tảng thương mại điện tử.